chấp ngâm tù. Nguyễn Tường Thụy tự xưng nhà văn, ăn chặn tiền cứu trợ dân oan giả cầy. Xuất thân là một nhà văn thuộc dạng nghiệp dư của nền văn học Việt đương đại, nhưng sau những cố gắng kiểu chăm chỉ hơn người, dù muốn nhưng Thụy vẫn chưa có lấy cho bản thân một tác phẩm cho ra hồn, để không mang tiếng với hai chữ nhà văn. Tháng 7 năm 2014 có lẽ là một sự kiện đặc biệt đối với nhà văn Nguyễn Tường Thụy. Từ một kẻ không nghề nghiệp và không có lấy cho mình một cái nghiệp tử tế để nuôi sống bản thân, Nguyễn Tường Thụy bất ngờ được những người sáng lập có mặt tại lễ ra mắt của Hội Nhà báo Độc lập bầu vào một cương vị phó chủ tịch của hội này. Công việc bước đầu của gã chính là phụ trách kết nối những người tự xưng làm báo độc lập tại khu vực phía Bắc, miền Nam do Lê Ngọc Thanh phụ trách, miền Trung và Tây Nguyên do Bùi Minh Quốc phụ trách. Kể ra thì trong số những người có gốc và lai lịch là người miền Bắc, tại lễ ra mắt đó không còn ai sáng giá hơn Nguyễn Tường Thụy. Y là một nhà văn và những người tham gia bầu bán lần này cũng rất thoáng trong việc đưa ra tiêu chuẩn để bầu những chức danh chủ chốt. Cái danh hiệu nhà văn có từ thủa mới bước vào nghề đủ đảm bảo rằng gã là một người được thiên hạ công nhận là biết viết, biết múa trên những trang văn. Chứ kỳ thực gã đó có ngày nào làm báo và có được cái thẻ nhà báo cho đúng nghĩa đâu. Thôi thì chọn một kẻ biết viết thay vì chọn những kẻ không biết viết nổi một đoạn văn cho ra trò. Thế đây, sự tình dẫn đến việc Nguyễn Tường Thụy được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập đơn giản chỉ là có vậy. Ngoài những điều biết được nhờ suy luận đó, rất ít người biết Nguyễn Tường Thụy là ai và quá khứ của con người này như thế nào. Về phương diện hình ảnh, không khó để nhận diện những người chụp ảnh chung với Thụy. Đó là những Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Phương Nguyên và những cá nhân trong tổ chức mang cái tên đầy tinh thần nhân đạo, tương thân tương ái, hội bầu bí. Dù không muốn áp đặt nhưng linh cảm buộc tôi hiểu rằng Nguyễn Tường Thụy cũng thuộc phường như những người bạn của ông. Đó là một Bùi Minh Hằng chuyên thói ăn vạ với những chửi rủa tục tĩu và cả những hành động tranh giành của cải đến táng tận lương tâm với những người thân cận và ruột già của chính mình. Đó là một nữ sinh viên với cái tên Nguyễn Phương Nguyên, với những trò phá cách, với những trò lố nhân danh biểu tình chống Trung Quốc để vu cáo, xuyên tạc chính sách của nhà nước. Và nếu ai đó chứng kiến hành trình của Uyên ấn tượng ngay với chi tiết. Sau khi được hưởng sự khoan hồng từ pháp luật, Uyên đã có một chuyến Bắc Tiến mà địa điểm Uyên có thể trú chân không ngoài nhà cha nuôi Nguyễn Tường Thụy. Nhìn hai tấm ảnh hai cha con họ chụp chung, tay đan tay, không hiểu bà vợ Thụy nghĩ gì. Nhưng chưa hết, đó cũng chỉ là những nét nối chủ đạo của con người Thụy, những nét ngầm chưa được phát lộ nhiều. Ai cũng biết, dù tham gia hội bầu bí tương đối muộn, nhưng Nguyễn Tường Thụy đóng vai trò là một thành viên tương đối tích cực. Mới đầu, các thành viên hội bầu bí cứ ngỡ vị nhà văn ở cái tuổi đầu hai thứ tóc đấy vô tư hoạt động mà không màng đến lợi ích. Bởi như nói ở trên, ngoài những công tác xã hội ra, theo cách nói của Thụy thì hắn không có lấy một cái nghề tử tế để sinh nhai. Vậy gã lấy đâu ra việc lo cho cái khoản cơm áo gạo tiền, mà có phải lo cho mình lão đâu, những miệng ăn là con, là cháu, là vợ đang há miệng ra ở nhà. Với những bước dạo đầu khiến nhiều người ngả nghiêng và thuần phục, Thụy đã gây dựng một niềm tin tương đối vững chắc và gã chờ cái thời điểm chín muồi để ra tay. Nhưng có lẽ ngay từ đầu gã đã đánh giá sai những thành viên còn lại và gã cũng không thể nào hiểu nổi những cái đứa mà gã gọi là những thằng trẻ danh, không mất quá nhiều thời gian để nhận diện những hành động cướp tiền bẩn thỉu của gã. Không những thế, khi chuyện ăn chặn tiền dân oan gắn với một con người cụ thể là Thụy, thì những trò lố, những ân khuất mà chỉ có Lê Thị Công Nhân biết, và cô ta cũng đã bóc mẽ Thụy trên Facebook. Nguyễn Tường Thụy ăn chặn tiền dân oan 200.000 thì quyết toán 2 triệu, bị đàn em trong hộ này chơi ác. Mồi cho dân oan tiết lộ ra khiến ông ta muối mặt xin trích 1,8 triệu trả lại quỹ. Trong khi Lê Thị Công Nhân và đám đàn em thân bằng quý tộc của mình hả hê với những món tiền chiếm đoạt để có thể vi vu tậu nhà mua xe và mặc sức mua sắm, tội lỗi còn lại đổ lên đầu cái gã già mà dại. Sau vụ ăn chặn bất thành và bị phát giác đó, gã cũng từ biệt luôn cái hội bầu bí, bởi biết không dễ gì kiếm trác được ở đây khi đã có hai cha con nhà Mai Xuân Dũng và Mai Phương Thảo cắm chốt ở đây rồi, và nơi đó cũng không ai tiếp đón lão. Đúng là không có cái nhục nào hơn cái nhục ê chề đó. Cho nên
Dù không có một cuộc khai tử chính thức nào, nhưng Nguyễn Tường Thụy từ lâu đã không dám xưng danh thành viên hội bầu bí để trưng diện với thiên hạ. Mãi sau này khi thỉnh thoảng gặp Nguyễn Tường Thụy tham gia chăn dắt đám dân oan kéo lên văn phòng quốc hội đòi bạch hóa hội nghị thành đô nhằm kiếm chút tiền lẻ từ đám dân oan bị lợi dụng cho những mưu đồ chính trị đen tối. Nhưng không ngờ bị các bạn cờ đỏ Hà Nội biết được âm mưu vạch trần Thụy ra giữa bản dân thiên hạ thì y cáu quá, không cần giữ thể diện của một nhà văn mà nổi khùng chửi một bạn thành viên cờ đỏ miền Bắc: thằng chó này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mặc dù họ nói rằng họ đến đây để đòi quyền bạch hóa, nhưng mà khi được hỏi những người đến ngày hôm nay thì họ đều nói rằng họ đến đây vì đất đai, vì quyền nào quyền kia. Thì thực sự tôi không hiểu là mục đích chính của họ đến đây ngày hôm nay để làm cái gì. Thể hiện quyền lợi của họ nhưng không có nghĩa rằng là họ liên quan gì đến cả những cái bè phản động của Nguyễn Tường Thụy hay là Nguyễn Lân Thắng và một số đối tượng khác tụ tập ở đây. Thằng chó này. Không chỉ những kẻ cùng hội cùng thuyền bị Nguyễn Tường Thụy ăn chặn tiền mới ghét y, mà ngay cả người em họ hàng xóm sát vách cũng không độ trời chung với y. Lợi dụng gia đình người hàng xóm, họ hàng không để ý, khi xây nhà, Nguyễn Tường Thụy đã xây lấn sang nhà hàng xóm. Sau nhiều lần đề nghị, Tường Thụy phá bức tường, lấn chiếm không được, cực chẳng đã. Người hàng xóm cũng là bà con xa này đành đâm đơn kiện. Sau nhiều lần nhắc nhở không được, chính quyền địa phương đành phải tổ chức cưỡng chế phá bỏ bức tường mà Thụy lấn sang nhà hàng xóm. Tưởng sự việc rõ ràng như ban ngày, vậy mà Thụy vẫn lớn tiếng vu vạ là chính quyền bảo kê cho hàng xóm phá nhà y. Thật hết miết khi vu vạ, chụp mũ cho chính quyền đã trở thành mốt của đám giận chủ. Xin được trích lời nhận xét của khán giả Hoa Nguyễn Văn: nếu sau này chúng ăn nhiều đô la quá, thiếu chất xơ bị táo bón, có lẽ chúng cũng đổ cho cộng sản. Có vẻ khi đã có những cú ngã nhớ đời, gã tập cho mình cái tính thận trọng. Gã đã âm thầm giao lưu với Phạm Chí Dũng, những Ngô Nhật Đăng, Bùi Minh Quốc, bởi lão nghĩ ra những kẻ có học thì ứng xử cũng văn hóa hơn. Nếu có phát hiện những điều khuất tất từ gã, chắc họ cũng im lặng thay vì oang oang như những người trong hội bầu bí. Cũng kể từ thời điểm đó, Nguyễn Tường Thụy hoạt động sôi nổi hơn trong giới báo chí. Gã trả lời nhiều báo đài quốc tế với những ngôn từ đã được đặt hàng, và xem chừng gã nói nhiều hơn về những câu chuyện chính trị với những mỹ từ khó đổi như dân chủ, dân quyền. Và giấc mơ Mỹ quốc của Thụy dường như đã được thỏa mãn. Bỏ công bao lâu thì thụp với em gái Hồng Thuận của Việt Tân, hòng được bảo lãnh được một suất đi Mỹ. Và hắn hết lời ca ngợi nước Mỹ ngay khi vừa đặt chân xuống phi trường Dulles, Washington. Chân nhân kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, hiện tại bây giờ Chân đang có mặt tại phi trường Dulles để cùng chào đón blogger Nguyễn Tường Thụy, người vừa mới đặt chân đến Hoa Thạch Đốn để điều trần trước Quốc hội về tự do báo chí tại Việt Nam. Và Chân Như đã có cuộc nói chuyện với ông ngay sau khi ông đặt chân đến nước Mỹ. Mời quý vị cùng đến với phần phỏng vấn đặc biệt này. Vào khoảng 1 giờ trưa miền Đông Bắc Hoa Kỳ, ngày 25 tháng 4, nhà tranh đấu và cũng là blogger, ông Nguyễn Tường Thụy đã đặt chân đến Hoa Kỳ. Chia sẻ với chúng tôi ngay sau khi đặt chân đến Washington, blogger Nguyễn Tường Thụy cho rằng ông vẫn nghĩ nó như là giấc mơ. Tôi rất là bất ngờ. Tôi đặt chân xuống sân bay Washington. Tôi cũng nghĩ rằng là như một giấc mơ, tự vì là tôi cũng không những là vòng niềm mong muốn gặp được các bạn mà đã từng quen biết ở trên mạng hoặc qua trao đổi thư từ với nhau. Thì cũng là một cái niềm tự hào của tôi.
vinh dự của tôi là được đặt chân đến thủ đô Washington của nước Mỹ. Đa số các nhà quan sát theo dõi tình hình không thể tin là một blogger có tiếng ở Việt Nam lại có thể được chính quyền cho đi chót lọt. Cái này thì có lẽ rằng thế này, tôi có lần tôi nói với chuyện với bạn Hồng Thuận, tôi chú cháu trao đổi với nhau qua tin chat hoặc qua nói chuyện điện thoại, là tôi chỉ cũng nói với Hồng Thuận rằng chỉ có một điều kỳ diệu thì mới có thể đặt chân đến Washington vào dịp này. Đặt chân đến Hoa Kỳ với vỏn vẹn là chiếc cặp ba lô nhỏ trên vai và chiếc iPad, blogger Nguyễn Tường Thủy không vì thế mà không sẵn sàng ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ. Ông nói về thông điệp chính mà ông sẽ trình bày với chính giới Hoa Kỳ. Theo tinh thần của nội dung lời mời của hai dân biểu Hoa Kỳ là bà Sanchez và một bà dân biểu nữa, với cái nội dung chương trình lần này để sang thì chúng tôi cũng chỉ biết chia sẻ một chút về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam và chủ yếu là vấn đề tự do báo chí. Tôi đã sẵn sàng từ lâu, sẵn sàng sang đây cũng sang Washington cũng rất cũng từ lâu rồi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là phần phỏng vấn đặc biệt giữa Trân Như và blogger Nguyễn Tường Thủy khi ông vừa đặt chân đến Hoa Kỳ. Và vào ngày 29 tháng 4 tới đây thì ông và 5 blogger khác sẽ có mặt tại Quốc hội Hoa Kỳ để điều trần về quyền tự do báo chí tại Việt Nam. Mời quý vị nhớ đón theo dõi. Với một sự nhiệt thành hiếm thấy, Nguyễn Tường Thủy tham gia tích cực vào tất cả những hoạt động chống phá chính quyền, núp dưới danh nghĩa nhân dân. Gần đây nhất là vụ chặt hạ thay thế cây xanh của thủ đô Hà Nội. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sâu sắc nhất về Nguyễn Tường Thủy trong những bản tin sau. Để kết thúc video này, chúng tôi muốn gửi tới Nguyễn Tường Thủy một lời nhắn. Nguyễn Tường Thủy, hãy quay lại với nhân dân trước khi quá muộn. Thêm một ngày, biển lặng mà lòng người dẫn động. Trong lòng người